Thưa quý vị, theo thông tin cập nhật từ Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày hôm nay 14 tháng 11, cả nước tiếp tục ghi nhận thêm 8.176 ca mắc COVID-19 tại 52 tỉnh, thành phố, trong đó có 3.705 ca bệnh ghi nhận trong cộng đồng. Tính từ 18 giờ ngày 13 tháng 11 đến 18 giờ ngày 14 tháng 11, Việt Nam ghi nhận thêm 8.176 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 13 ca nhập cảnh và 8.163 ca ghi nhận trong nước. Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo bổ sung 63 ca tử vong do COVID-19. Hiện tổng số ca tử vong là 23.082 ca. Trong ngày có thêm 5.257 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Như vậy, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam hiện là 1.026.522 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 863.311 ca. Để phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, toàn dân hãy thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, gồm khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế, đồng thời tiêm vaccine phòng COVID-19 khi đến lượt và chủ động ứng dụng công nghệ trong phòng chống dịch bệnh. Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản đồng ý với đề xuất của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội phương án rút khoảng cách giữa hai mũi vaccine AstraZeneca về còn tối thiểu 4 tuần thay vì 8 đến 12 tuần như quy định trước đây. CDC Hà Nội cho biết việc rút ngắn thời gian tiêm chủng giữa hai mũi vaccine sẽ giúp hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho người dân nhanh nhất, an toàn và hiệu quả, đáp ứng công tác phòng chống dịch, tạo miễn dịch cộng đồng trong thời gian sớm nhất. Đề xuất này cũng dựa trên hướng dẫn của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương trong văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc triển khai chiến dịch tiêm vaccine COVID-19. Tính đến 12 giờ 30 phút ngày hôm nay, cả nước đã tiêm được hơn 99 triệu liều vaccine phòng COVID-19, trong đó ngày hôm qua 13 tháng 11 tiêm gần 1,1 triệu liều, thấp hơn ngày 12 tháng 11 khoảng hơn 260.000 liều. Đến hết ngày 13 tháng 11, tỷ lệ tiêm ít nhất một liều vaccine trên cả nước là khoảng 87% và tỷ lệ tiêm đủ 2 liều là khoảng 46% dân số từ 18 tuổi trở lên. Bộ Y tế cho biết đến nay có 16 trên 63 tỉnh đạt tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine trên 95% dân số từ 18 tuổi trở lên. Mặc dù tỉnh Phú Thọ đã được Bộ Y tế phân bổ đủ vaccine để bao phủ mũi 1 cho 100% người dân trên 18 tuổi, nhưng đến thời điểm hiện tại chỉ 83,5% người dân được tiêm ít nhất một mũi vaccine. Tại một số huyện của tỉnh Phú Thọ, tỷ lệ tiêm vaccine chỉ đạt khoảng 70% và đề xuất hoàn trả vaccine về Sở Y tế mà không nêu rõ lý do. Việc này dẫn đến nguy cơ Phú Thọ sẽ không đạt được mục tiêu, tiến độ về tiêm chủng vaccine và có thể gây ra những hậu quả tiêu cực trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát, thống kê chính xác toàn bộ người dân trong độ tuổi và đủ điều kiện tiêm chủng trên địa bàn, công khai rộng rãi đầu mối đăng ký tiêm vaccine tại các xã, phường, thị trấn. Chỉ đạo tổ chức hoàn thành tiêm mũi 1 cho tất cả người dân trên 18 tuổi, trừ những người có chỉ định trì hoãn tiêm trước ngày 20 tháng 11. Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Hà Giang, dịch COVID-19 tại Hà Giang đã lan rộng ra tất cả các huyện, thành phố, trong đó có nhiều ổ dịch phát sinh tại các xã vùng sâu, vùng xa, tập trung nhiều ca F0 tăng lên từng ngày. Trong ngày 13 tháng 11, Hà Giang ghi nhận thêm 160 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 trong toàn tỉnh lên 2.477 ca, trong đó có 3 ca tử vong. Chính quyền các cấp cơ sở tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, xét nghiệm thần tốc, sàng lọc trên diện rộng cho toàn bộ người dân tại các vùng phát sinh ổ dịch và tăng cường xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, phong tỏa theo diện hẹp các ổ dịch ở thôn xóm và các hộ gia đình có ca bệnh. Sở Y tế tỉnh Hà Giang chỉ đạo các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện bảo đảm nhân lực oxy, trang thiết bị, phương tiện, thuốc, sẵn sàng bảo đảm tiếp nhận các ca bệnh theo mô hình tháp 3 tầng, kết nối hệ thống telehealth tại các buồng cấp cứu, phục hồi, hội chẩn trực tuyến ca bệnh F0 giữa các cơ sở điều trị và hội chẩn từ xa với bệnh viện tuyến trung ương.